anh ăn thử ấy, ngon thì hãng mua anh ạ. Có bán, nhưng mà em chưa bán bộ, chị ăn chị thấy ngon thì em mới bán. Cô ơi mang đồ lên bán thêm đi. Cô làm đồ ngon là một chuyện, trong vía con phải tốt đấy cô ạ. Mình là Hoa Hậu Vỉa Hè và các bạn đang ở Fansipan thưởng thức thịt gác bếp Tây Bắc và thịt châu sấy Tây Bắc luôn. Nhà Fansipan này đã có nghề gia truyền làm châu sấy thịt gác bếp từ năm 95 cơ, mà ngày ấy nào mình đã sinh ra để mà kiểm chứng. Thôi thì cứ chỉ biết là ngon, tiện, đẹp, chất lượng và quan trọng là giá không rẻ, nhưng mà là rất hợp lý nha. Có hai loại, cái thịt gác bếp Tây Bắc này là thịt heo đấy, còn châu sấy Tây Bắc này thì hoàn toàn là thịt trâu luôn. Nhìn cái bề mặt bên ngoài là cảm giác kiểu ướp nó không bị quá đậm ấy, để làm với người mà miền xuôi như mình cũng có thể ăn được luôn. Thịt heo này cảm giác nó sẽ mềm hơn đấy, thấy không, mềm không? Thế là mỗi một phần này là hai lạng thịt, là có sẵn một gói cốt chanh với cả một gói chẩm chéo luôn rồi. Cái gói nước cốt chanh này hay cực, nó thơm ý mà không hề bị đắng một tí nào luôn. Không phải đập dập đâu, chỉ cần hấp nóng thịt có vài phút thôi, để nguyên lớp giấy bạc này ngâm trong khoảng 2 đến 3 phút. Vừa lúc đấy nhá là làm một chén trà cùng cả nhà mùa Tết sum vầy này là xong. Cái thịt heo này nhá mềm cực, nó sẽ rất là rõ vị của hạt tỏi với cả nhiều loại gia vị khác. Cái heo sấy của cô kiểu cái màu nó vẫn còn màu hồng luôn ý. Châu sấy này nhìn màu có vẻ là nó đậm hơn đấy. Ui, chưa kịp nhai thôi đã cho vào răng đã thấy mềm mềm rồi. Mềm nha. Chẩm chéo ngon cực, chấm cùng chẩm chéo đỉnh đỉnh luôn. Càng ăn càng cuốn ấy, xuất sắc quá. Bảo quản nó bao lâu ạ? 2 tháng. Không chất bảo quản luôn. Không chất bảo quản. Đấy là nhờ do công nghệ chiếu UV khử khuẩn đấy, nên là mọi người cứ yên tâm bảo quản bình thường thôi. Mà nhà Fansipan này cũng cam kết là dùng hoàn toàn bằng thịt tươi luôn, có chứng nhận ISO và vệ sinh an toàn thực phẩm luôn, uy tín quá ha. Này mà mua về ăn Tết thì hết sẩy luôn. Có 213-238k một hộp 200g thôi. Mua trên TikTok Shop còn được tặng thêm 2 lạp xưởng ăn liền nữa cơ.